Từ từ không có đổi ơi. Cái du lịch mà làm như đi dài dài đi hành vậy đó. Đợi, ta biết ta mang guốc, mang dài được cái nọ nữa. Mình đi gì mà không biết, biết đợi người ta hết trơn. Dạ, cả về đặt mặt đầm rồi mang ghê, guốc rồi là bình thường không được thấy vậy. Còn người ta bán mắc gì mình không được mua mà hả? Lâu lâu có một chuyến đi du lịch mà mắc gì không được mặc đầm mặc ơn. Làm bình thường. Không để giờ tôi mặc đồ bộ tôi đi với ông. Ờ, thế bình thường không? Chừng nào mặc quần xà lỏng đi, không ở trần đi đi. Đi nốt cái đầu nó cài 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 thế đó. Để cho anh chị ạ. Anh trai, anh cũng hoa mai là chị. Chị đi du lịch kiếm cái chỗ ngủ thôi, kiếm cái chỗ nào mà nó rẻ rẻ xíu. Nó bình thường làm gì đi vô xa dữ vậy? Hả? Có tiền đâu cả. Bà nội đi du lịch cho nên đi kiếm phòng trọ ngủ mà nội. Đi kiếm cái khách sạn nào cho một sao hai sao mắc gì đi vô cái chỗ này. Nhưng mà sang trọng vậy người ngồi lỡ ra nó tính tiền là tiền không trả. Là chào. Đi chơi phải chứ, ra đi chơi với đi chơi rồi đi vô mấy chỗ đó rồi không có chào chỗ mà vô đó ăn mũi cắn chào đầu mũi gì con chỗ này mỗi không có mũi hay sao ông kiếm một phung phí tiền quá tiền không có ăn gặm quá trời nha. Vô chỗ này á nhiều người sang không à, hiểu không, những người thấy được chưa, người sang gì trời, vô chỗ sang ấy có cái đồ sang được chứ rồi còn có mấy chỗ mà đầu nghèo mà có chỗ sang được. Từ từ lên lên kìa. Hiểu chưa, hiểu chưa? Muốn mấy tiếng này nha. Ừ, ngồi cho chủ đi, chích tiếng. Cho chị phòng mà chị nghỉ ngơi buổi trưa lên mấy em. À, chị ở buổi trưa, dạ chị không bộ nữa chị. Đúng rồi, tại vì chiều nay á chị phải đi bay về Sài Gòn rồi. Rồi, anh cần có một phòng này trống mà buổi trưa để em dẫn anh chị vô đây nha. Được rồi, để em cảm ơn em nha. Tại anh chị đi theo em ạ. À? Dạ, hôm nay của anh chị ạ. À? Phòng này nhiêu ngày á? Phòng này nãy chị nói là muốn buổi trưa đúng không ạ? Đúng rồi. À buổi trưa thì 500. Ba! Chị! Trời đất ơi, tại vì muốn có buổi trưa mà lên ngân hàng mà nội. Vậy tại ở đây là resort đó chị. Ờ, resort rồi, chứ làm gì ăn là đất tổ gì trời. Dạ không, tại giá đây chị là bệnh nhân lắm đó chị ơi. Ờ, đất ơi, thấy chưa, kêu ông gọi đi vô chỗ nào mà ngoài thôi, tự nhiên đâu đâu, người vô ngủ vừa bữa trưa, mất hết mẹ 500 ngàn. Lỡ thì nó mệt quá trời. Lỡ thì nó mệt. Lâu lâu mình đi du lịch thì nở resort đó chị ha. Dạ, vậy bây giờ không làm phiền anh chị nữa, em xin phép ra ngoài trước nha. Rồi, rồi, rồi. Ôi ông Bảy ơi, ông Bảy báo không à, tự nhiên không có tốn 500 rồi vô đây biết có làm được gì đâu mà tốn tiền vậy trời. Cứ yên tâm đi, sao mà tăng ngang quay ý. Ôi rồi ba cái túi đâu rồi nè, chuẩn bị sẵn chưa? Thôi sẵn quá rồi. Đây coi không được gì vậy. Trời đất ơi, rồi cái túi ông tôi chuẩn bị đi đâu, mấy cái vỏ đẹp đâu. Ông đây có cái túi này rồi sao mà đủ đựng. Vậy một cái túi này thôi à. Ừ, cái này. Rồi sao mà lấy vốn lại đây nè, hả, nó chưa tới lời nữa. Cái ăn mà lấy vốn được bà, cứ yên tâm đi, sao mà căng nhau vậy, phải tranh thủ quá. Trời. Nè, ở vô. Đó. Nè, ở vô. Này không à, này gì này, này muốn buồn vốn, tôi đã chưa đủ vốn được rồi chứ. Ê, này lỗ tốt nha. Còn gì nữa không trời, đi toilet đây. Trời ơi, tao nói cái toilet nó không có cái gì hết trơn ông ơi. Nó có xà lông, không có gì hết trơn á. Nè, nó đây chi với bà nội. Bỏ vô đi, nào hay cái đó. Ừ, cái này bỏ đây đi. Trời, mà lấy cái này chi vậy trời. Lấy bỏ vô đại đi, lấy gì là bầu hoài. Rồi lấy rồi lỡ ra mấy người rồi có mắc rồi sao? Bắt cái gì? Trời ơi, tôi mượn mà chứ làm tôi bắt với tôi. Thì tôi giờ nó bắt lại, tôi đó tôi mượn, tôi ra ngoài lại biển. Tôi nấu mì, tôi ăn rồi tôi tắm biển, rồi chiều tôi quanh lại tôi trả cho. Mượn hả? Ừ. Cũng được. Ê, trời ơi, đừng nói tôi mượn luôn, tôi quay ra ngon tiễn luôn nè. Thì mượn ra mãi coi tivi, buổi chiều trả lại cho. Mà có cái túi nào đựng này vừa
không có đem cái túi này đâu. Tôi nói ông gọi ta đem nguyên cái túi, người ta túi bự đi, không lấy đi nguyên cái vali đi, người ta bỏ vô. Trời ơi, tôi mượn cái gì nó nhỏ thôi, vừa mua cái đó mà sao mà giác cho nổi. Có ở đây có cái này là giá trị nhất luôn á, không để giờ ông tháo một máy. Ừ ha, nó có nội đâu, điều điện không mà tháo cái gì là tháo. Có cái gì hết trời, ở là chờ tốn 500 ngàn đây mà không có cái gì luôn á. Vậy cũng được rồi. Được gì? Có cái gì không? Không có. Nghĩ chưa? Nghĩ rồi. Đi đi. Tôi không ngủ ở đây được ta. Đi đi. Đi rồi. Đi. Kỹ kỹ lại nha. Rồi. Đi. Chị tính đi du lịch mà xong nó mới bắt đầu giờ công việc ở Sài Gòn dắt của em, hai chị bay về cho chị trả phòng nha. Dạ. Chị thanh toán tiền. Cái gì vậy? Anh ơi, anh có thể cho em xem cái vật đồ của anh không vậy? Đồ của chị mà, không có gì đâu. Tại em thấy cái gì trắng trắng thì nó không quen. Mặc đồ của chị. Có thể dở lên đây giúp em à. Dạ không sao ạ, em chỉ xem xíu rồi em kiểm tra rồi em trả lại mình liền à. Hả, mặc đồ của chị có gì đâu, tự nhiên em đi em kiểm tra. Dạ có gì đâu ạ. Mấy cái khăn này là chị mượn chị ra ngoài bãi biển chị tắm. Chị tắm xong có chiều chị hoành lên trả. Ừ đúng rồi, mẹ cấm biển á, người cấm biển á, thì đâu mình chị Hoành là chị trả chứ không mượn làm 3-4 cái luôn hả chị? Thì bây giờ một cái nữa lau mặt một cái lau mình chứ em, chị nằm mặt gái chị quấn hơi 2-3 cái hai chồng luôn rồi hả? Mượn á. Cái này là cái gì đây chị? Ủa cái bánh nước này, ủa sao tôi dám bỏ lộn vô vậy? Bài. Dạ ta chắc tôi bỏ lộn á. Bỏ lộn. Sẵn cho chị mượn chị ra ngoài chị nấu mì ăn đi em. Cái hai hai anh chị mới lại khách sạn lần đầu tiên mà mượn, mà biết chừng nào hai anh chị quay lại trả. Ta ơi mượn thôi mà. Chị mượn mà. Mượn thôi. Rồi sao mà đồ đẹp quá, sấy gì của bên khách sạn của em mà cũng vô đây luôn. Thì bây giờ tắm xong mình cũng phải sấy tóc cho em. Đúng rồi. Chị tóc có cái đầu sấy. Không, hồi nãy ông sấy tóc ông không để lộn vô á. Quên á. Sao hai anh chị quên khôn quá vậy? Quên á. Nó nói cho chị mượn đi, xíu chị quay về thôi. Rồi hai anh chị khỏi mượn nha. Em đã biết là hai cái mặt của anh chị là khách sạn ở vòng vòng đây á, người ta dán bảng cảnh báo hết rồi. Lúc đầu vô là em nghe hai anh chị xì xầm là em biết rồi nha. Sao mà thiếu gì nghề, xíu gì vô đây người ta đi nghỉ dưỡng mà đi khách sạn đi còn chơm chĩa nữa chi vậy? Vô hồi nào em nói gì kỳ vậy? Không có, cái mượn gì đấy mượn. Bây giờ hai anh chị khỏi nha. Bây giờ em đã trình báo với kênh cơ quan chức năng rồi. Kỳ vậy? Giấy tờ tùy thân của anh chị hiện tại em cũng đang giữ. Tại vì cái tình trạng này của hai anh chị á, là bên em có liên kết với các khách sạn khác mà anh chị biết hết á. Em ơi không có gì đâu, giờ mượn có mấy món đồ mà em làm gì cho nghĩ giả gì trả gì. Dạ không à, để tránh tình trạng xảy ra với các khách sạn khác thì hả cơ quan chức năng chút xíu nữa sẽ xuống mời anh chị ngồi đó nha. Không ngồi lại xíu nha. Ủa cho sao có chạy không á mà không đó. Đó rồi mà đi vô cái chỗ đi làm chi cho người ta có camera này kia nọ vô biết chỗ người hết thiệt á, ăn ít no dài. Ngồi đó đi chị, chút xíu nữa tôi quan chức năng thì sẽ xử lý mình. Đi về cái gì nữa, giấy tờ dữ kìa. Về đi, có đi.